Quý vị thân mến, chắc chắn là ai cho chúng ta cũng đã biết tới công dụng của chiếc bình siêu tốc này rồi phải không nào? Và bởi vì sự thông dụng của nó nên trên thị trường có rất nhiều mẫu mã sản phẩm đa dạng và phong phú. Điều này sẽ giúp chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn. Tuy nhiên thì cũng khó để lựa chọn sản phẩm tốt nhất và phù hợp nhất đối với gia đình. Và ngày hôm nay thì hãy cùng Bảo Ngọc tìm hiểu về chiếc bình siêu tốc màu xanh 2 lớp đến từ thương hiệu Coex với mã sản phẩm là CK5111G quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay thôi nào. Nếu như những chiếc bình siêu tốc thông thường chỉ đơn giản là có màu sáng bóng của inox thì với chiếc bình siêu tốc của X này, chúng ta có thể thấy là màu xanh cực kỳ lạ mắt và đây cũng chính là điểm mình yêu thích nhất ở chiếc bình này đấy. Sản phẩm có thân ấm được làm bằng hai lớp, lớp ngoài bằng nhựa PP, lớp trong bằng inox, có nắp ấm và tay cầm sử dụng nhựa siêu bền, không chứa BPA, thế nên người dùng hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng cũng như là độ an toàn của sản phẩm. Bình siêu tốc của CK5111G với dung tích 2 lít sẽ đáp ứng đủ nước sôi cho các nhu cầu hàng ngày như là pha trà, pha cà phê hay sữa bột cho trẻ nhỏ. Và giống như tên gọi của nó thì bình siêu tốc có tốc độ đun nước nhanh hơn gấp nhiều lần so với việc đun nước thông thường trong gia đình bằng bếp ga, bếp điện hay là bếp than. Và điều này sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được tối đa thời gian cũng như là nhiên liệu để đun nước. Với công suất là 1.500W, chính vì vậy sẽ giúp cho bình siêu tốc Coex này rút ngắn thời gian đun nước chỉ từ 4-5 phút và chúng ta không cần phải chờ đợi lâu như trước nữa. Và để bã trà không bị lọt theo nước ra ngoài khi rót thì ở phần miệng rót này, nhà sản xuất đã trang bị thêm tấm lọc bã trà. Điều này sẽ giúp giữ lại bã trà bên trong ấm. Và như các bạn đã quan sát thì bề mặt đế tiếp điện và bộ phận tiếp điện ở dưới đáy của bình đun siêu tốc có một trục vừa khít với nhau. Nhờ đó mà chúng ta có thể dễ dàng đặt bình đun siêu tốc lên cũng như là xoay bình 360 độ. Và điều cuối cùng Bảo Ngọc muốn giới thiệu với các bạn đó chính là tính an toàn của sản phẩm. Với bình đun siêu tốc Coex có khả năng tự động ngắt điện khi nước sôi hoặc là khi bình cạn nước sẽ giúp các bạn thoải mái hơn khi sử dụng. Và đặc biệt là nhờ có cảm biến hơi nước sẽ tránh tình trạng đun sôi khô, bạn cũng không cần phải lo lắng khi đang sử dụng mà cháy bình. Bình siêu tốc 2 lớp màu xanh Coex CK5111G đang được bán với mức giá khá rẻ tại MediMart chỉ với 249.000 đồng thôi. Ngoài ra khi mua sản phẩm, quý khách hàng sẽ được giảm thêm 5% khi mua sản phẩm kế tiếp cùng thương hiệu, bảo hành lỗi một đổi một trong 6 tháng, trả trước 0 đồng lãi suất 0% cho đơn hàng gia dụng từ 3 tới 16 triệu, tặng bộ phiếu mua hàng trị giá 2,8 triệu đồng, tặng e-voucher giảm giá 10% mua phụ kiện IT, phụ kiện mobile. Các bạn thân mến, vì là vật dụng được sử dụng hàng ngày, vì vậy để đảm bảo tính an toàn và sức khỏe cho chúng ta chỉ nên lựa chọn những bình đun siêu tốc có chất lượng tốt. Các bạn hãy lựa chọn và cân nhắc ngay tới chiếc bình đun siêu tốc Coex màu xanh 2 lớp với mã sản phẩm CK5111G của chúng tôi để có thể vừa tiết kiệm chi phí lại vừa phát huy được tối đa công dụng. Và nếu có bất cứ thắc mắc gì, hãy liên hệ trực tiếp tới số hotline 1900 6788 hoặc truy cập website mediamart.vn, thế giới điện máy.com. Còn bây giờ, xin chào!